Dạ, xin chào cả nhà. Hiện tại thì anh Thái đã livestream đang ở trên Đà Lạt, thì vừa quay mà vừa trả lời comment của mọi người á, thì cũng không có chi tiết được. Thì em với Hằng sẽ đại diện với nhóm, sẽ đại diện cho nhóm để hỗ trợ mình tư vấn cho giá xe này nọ cho các anh chị nha. Dạ. Dạ rồi, thì em là Hằng thì sẽ trả lời câu hỏi của các anh chị ạ. Thì trước tiên là có anh Khoi Vlog có hỏi cái chiếc xe là Toyota Rush ra giấy tờ luôn là bao nhiêu anh. Thì hiện tại không biết là anh Khoa đang ở tỉnh hay là đang ở Sài Gòn anh Khoa. Thì nếu mà cái này thì em báo cho anh cái giá ở tỉnh là tổng lăn bánh là 725 triệu ạ. Còn nếu ở Sài Gòn thì mình thêm 19 triệu thêm với biển số nữa. Dạ. Rồi, với lại cùng với câu hỏi Rush thì là có anh Ngô Thành Minh cũng hỏi là cái chiếc Rush nhưng mà năm 2019 thì hiện tại xe này bên em hết mẫu hay có nghĩa là hết xe 2019 mới rồi nha anh Minh. Dạ, bên em chỉ còn xe năm sản xuất 2020 thôi ạ. Dạ, thì nếu mà mình cần chi tiết thì anh Minh với anh Khoi Vlog có thể gọi điện thoại cho nhóm bên em để tụi em báo chương trình khuyến mãi được và tặng thêm được chi tiết hơn ạ. Dạ. Em xin trả lời luôn ba cái dòng xe Vios ha. Ở trong đây em thấy có anh Tình Lê Văn cũng hỏi xe Vios, thì em trả lời luôn ba dòng cho mình. Hiện tại là cái thuế trước bạ em sẽ tính cho mình, tạm tính cho mình là 5% luôn ạ. À. Ừ, đúng rồi, sẵn rồi. Dạ, cũng em sắp tới đã áp dụng luôn rồi đó. Đúng rồi. Phiên bản mà Vios xuống sàn á thì nếu lăn bánh ở tỉnh của mình thì tầm khoảng 490. Còn nếu mà mình lấy biển số ở Sài Gòn thì mình thêm khoảng 19 triệu cái phí biển số giùm em nha. Dạ. Tiếp theo thì cái xe Vios E phiên bản số tự động thì nó tầm cỡ khoảng 545 triệu. Tương tự xe Vios phiên bản G thì khoảng 600 triệu. Thì cái này đang là biển số ở tỉnh nha các anh chị. Dạ. Thì nếu mình có cần thắc mắc thêm về như là thêm gói phụ kiện hay là trang bị bảo hiểm như thế nào đó thì mình gọi chi tiết cái số hotline của nhóm em nha. Rồi, vậy là sau cái câu hỏi mấy anh hỏi về Ốt thì là em sẽ trả lời tiếp cái câu hỏi in về Innova. Dạ, thì có anh Tiến Trần Minh hỏi lăn bánh Innova E full phụ kiện thì là bao nhiêu. Thì cái giá này thì em cũng báo cho anh Minh biết là lăn bánh full phụ kiện, ví dụ như là tạm thời em báo cho anh là có luôn dán phim nè, trải sàn, rồi bọc ghế, DVD, camera dây, camera hành trình, rồi hộp đen. Thì cái đó gọi là đầy đủ full phụ kiện rồi ha ngăn ha. Thì nếu mà cái xe này là hoàn tất cái giấy tờ là 795 á anh Minh. Dạ, là biển tỉnh nha anh. Và với lại thêm cái câu hỏi Innova của anh Cường Văn Cường Nguyễn có hỏi ở tỉnh Bạc Liêu thì nếu mà giá này mà chưa có phụ kiện thì nó cũng tầm khoảng là 775. Dạ. Rồi. Thì nếu mà mấy anh mà hiện tại cái giá này em cũng đang tạm tính là thuế trước bạ 5%. Thì thời điểm này thì nếu mình đặt sớm á, thì mình được hưởng cái chương trình khuyến mãi tốt. Với là đặc biệt là qua tháng 7 mình được áp dụng cái thuế luôn anh chị. Dạ. Vậy thôi Ngân trả lời thêm cho mấy anh Camry luôn. Ở đây em thấy cái anh có anh Tâm Hà hỏi cái xe Camry 2.0 thì cho vay được là bao nhiêu phần trăm. Thì hiện tại ngân hàng đang cho vay tối đa là 80% giá trị xe. Thì nếu như mà mình ở tỉnh thì anh đưa trước tầm 347 triệu là mình có thể nhận xe ha, là ở thành phố. Còn nếu ở tỉnh thì là 327 triệu ạ. Em trả lời tiếp luôn cái phiên bản Atis. Thì hiện tại Atis tầm khoảng tháng 8 tụi em ra mắt và công bố giá. Nhưng mà bên em vẫn đang nhận đơn đặt hàng. Đó. Thì mọi người có nhu cầu thì có thể đặt hàng trước, sau đó xe về ra mắt anh chị coi mẫu mã, giá cả hợp lý thì mình tiến hành ký hợp đồng chính thức ạ. Em quên nữa. Tháng 8 Atis ra mới thêm một cái phiên bản rất là đặc biệt, đó là phiên bản Atis Road, phiên bản gầm cao. Thì để đặt hàng trước cái phiên bản này thì mọi người vui lòng liên hệ trực tiếp hotline nhóm anh Thái Lớn để tụi em giữ xe trước cho mình nha. Xin chào cả nhà, em mới phát hiện ra một câu hỏi rất là hay của anh quê hương Cà Mau Vlog. Em muốn mua xe Innova E 2.0 mà còn phân vân mua Innova mới hay là mua Fortuner qua tay tốt hơn. Câu hỏi này thì
Tóm chung lại cũng có rất nhiều khách hàng hỏi về câu hỏi này và cũng giống như các phiên bản xe khác, ví dụ như là em muốn mua chiếc xe Vios mới hay là mua chiếc Atis cũ, cũng nhiều thể loại như vậy. Thì theo em như thế này, cái xe mới thì lúc nào mình mua mình cũng yên tâm hơn rất là nhiều, thì mình sẽ được bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km. Mình mua về mình là người chủ đầu tiên luôn, mình sở hữu em nó và mình chạy, mình sẽ biết được những cái gì mà xảy ra đối với chiếc xe của mình. Còn khi mà mua chiếc xe cũ thì mình không biết được chủ trước chạy như thế nào và lịch sử chạy của chiếc xe đó là làm sao, thì chúng ta khó mà biết. Nếu mà tầm mua Innova và để mua chiếc Fortuner đã qua sử dụng, thì nếu mà anh tìm được một chiếc Fortuner nào mà của người quen hoặc là chiếc xe đó anh biết lịch sử thì sẽ là lựa chọn tốt, tốt hơn Innova. Vì máy dầu nè, gầm cao, xe mẫu mã đẹp hơn, xe trọng hơn rất là nhiều. Chúc anh có một sự lựa chọn đúng đắn. Vừa qua thì nhóm em Hằng với Ngân thì cũng đã trả lời những câu hỏi của các anh chị đã thắc mắc. Thì nhân đây thì em cũng chia sẻ thêm, bật mí thêm là cũng biết là cũng có những anh chị biết và không biết. Thì em cũng xin chia sẻ thêm là Toyota có gói vay lãi suất là 1,99% trên một năm, là cố định cho mình trong 6 tháng đầu, tỷ lệ cho vay tới 60% và thời gian cho vay lên đến 60 tháng. Với lãi suất tốt như thế này cùng với là thời gian giảm thuế trước bạ 50% sắp tới, thì đây có phải là thời điểm mua xe tốt nhất đúng không các anh chị? Nếu đúng, mọi người hãy liên hệ ngay hotline nhóm Thái Lớn. Dạ rồi, thì em với Ngân và đội nhóm cũng thay mặt các anh chị đã xem và theo dõi chúng em ạ. Dạ, xin chào tạm biệt xin và hẹn gặp lại.